Alo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu thứ 3 của giải bóng chuyền xã Tây Lỗ mở rộng lần thứ 7 năm 2019. Diễn ra hai đội trong trang phục xanh là đội Trung đoàn Cảnh sát cơ động K20. Trong trang phục đỏ là đội xã Tam Hồng. Như vậy là ở ván đấu đầu tiên thì trung đoàn 32 là đội phát bóng. Văn Điển sẽ phát bóng. Bóng trong sân, điểm đầu tiên cho đội Tam Hồng. Nguyễn Văn Dương sẽ phát bóng. Và kết thúc tốt của số 1 Bùi Văn Cường. Điểm là sang bằng 1 em. Văn Cường sẽ phát bóng cho trung đoàn 32. Bóng đá bật tay chắn đi ra ngoài. Và kết thúc của Quốc Thuận. Trận này Quốc Thuận và Quản Trọng Nghĩa đã hoàn thành nhiệm vụ quân sự và chính thức trở thành những con người của ngành công an. Đây là một điều hết sức vinh dự đối với ngành công an khi sở hữu bộ đội của bóng chuyền trong ngành. Điểm được sang bằng 2 đều. Số 5 của đội Tam Hồng phát bóng. Và kết thúc rất tốt của ngôi sao Quản Trọng Nghĩa. Trọng Nghĩa sinh năm 1997, năm nay mới chỉ 22 tuổi và anh cao 1m90. Bóng trong sân, điểm được sang bằng 3 đều cho đội Tam Hồng. Số 12 Hoàng Văn Phúc phát bóng. Bóng đã đi ra ngoài. Điểm 4-3 cho trung đoàn 32. Quản Trọng Nghĩa sẽ phát bóng. Bóng đi ra ngoài trong gang tấc. Điểm lượt xa bằng 4 đều cho đội Tam Hồng. Số 15 Nguyễn Văn Thắng sẽ phát bóng. Công Chiến. Và kết thúc của Công Chiến đã mang về một điểm cho trung đoàn 32, 5-4. Quốc Thuận sẽ phát bóng. Chắn bóng thành công. Điểm được đưa đến 6-4 cho trung đoàn 32. Trung đoàn 32 là cái team quen thuộc của bóng chuyền Tây Lỗ trong vài năm trở lại đây. Đội bóng này luôn góp mặt ở 4 đội mạnh nhất. Bóng lọt tay trắng nằm trong sân. Thêm một điểm nữa cho 32, 7-4. Quốc Toàn tiếp tục phát bóng. Bóng đá bàn tay chắn đi ra ngoài. Điểm 8-4 cho trung đoàn 32. Qua đây đi.
Thêm một điểm nữa cho 32. Lần hội ý đầu tiên của đội Tam Hồng ở ván đấu thứ nhất. Tỷ của đội Tam Hồng đã hết, hai đội trở lại sân tiếp tục những điểm số ở ván đấu đầu tiên. Cuộc đọ sức giữa Tam Hồng và cảnh sát cơ động trung đoàn 312 Bộ Công an. Chắn bóng thành công. Điểm được đưa lên 14 cho đội bóng này. Với sự bổ sung chất lượng cho đội hình phụ công công chiến, trung đoàn 32 rất quyết tâm hướng đến một mùa giải thành công của khu vực Việt Nam thi đấu năm nay. Lỗi dính bóng hay còn gọi là hai duyệt. Điểm 50 cho Tam Hồng. Văn Hiệp sẽ phát bóng. Rất đáng tiếc, điều kiện sân thường bóng ướt khiến cho bóng nặng hơn, mặt sân trơn hơn và đòi hỏi các cầu thủ không xử lý nhanh được. Điểm được đưa lên 11 năm cho trung đoàn 32. Thêm một pha phát bóng hụt qua lưới. Điểm 6-11 cho Tam Hồng. Số 3 của Tam Hồng, Lê Anh Thức sẽ phát bóng. Tình huống không hiểu nhau giữa Libero và cầu thủ đội 312. Điểm được rút ngắn 7-11 cho Tam Hồng. Văn Điển. Bóng bật tay chắn đi ra ngoài. Điểm 12-7 cho trung đoàn 312. Lối nâng bóng của đội Tam Hồng. Điểm 13-7 cho trung đoàn 32. Chuyền hai Văn Điển sẽ phát bóng. Rất đáng tiếc, rõ ràng là bóng trơn ướt khiến cho một số cái tình huống xử lý của cầu thủ hai đội trở nên không như ý. Điểm 14-7 cho 312. Quốc Thuận. Lỗi của Quản Trọng Nghĩa. Lỗi 4 chuyền. Điểm 80 cho đội Tam Hồng. Bóng trong sân. Điểm 9-14 cho Tam Hồng. Nguyễn Văn Dương sẽ phát bóng. Dương chính là thành viên điểm 15-9 cho đội trung đoàn 312. Nỗ lực cứu bóng của số 1 Tam Hồng, tuy nhiên bóng đi ra ngoài. Điểm 16-9 cho 312. Và kết thúc chuyển hướng rất nhanh. Điểm 17-9 cho trung đoàn 312. Rất trơn. Cái hai 18-9. Bùi Văn Cường.
không hiểu ý. Điểm 10-18 cho Tam Hồng. Nguyễn Văn Dương phát bóng. Văn Điền. Thêm một điểm nữa. Từ pha chắn bóng của đội Tam Hồng, điểm 11-18. Bóng đã đi ra ngoài, điểm 12-18 cho Tam Hồng. Và kết thúc rất nhanh. Và Đức, điểm 19-12 cho đội 3-12. Bùi Văn Đức phát bóng. Lỗi của đội Tam Hồng, điểm 20-12 cho đội bóng ngành công an. Rất khó đưa. Bóng đi thẳng vào mặt của Văn Điển. Điểm được đưa lên 13-12 cho đội Tam Hồng. Quan Trọng Nghĩa. Rất nỗ lực. Bóng đá bật tay chắn đi ra ngoài, điểm 14-20 cho đội Tam Hồng. Bóng trong sân, phá chắn bóng thành công của Tam Hồng, điểm 15-20. Nguyễn Hoàng Phúc tiếp tục phát bóng cho Tam Hồng. Và đánh bóng quen thuộc của ngôi sao Quan Trọng Nghĩa. Ở lần tập trung mới đây ở đội tuyển quốc gia, hai ngôi sao trẻ nhất của đội tuyển đó là Văn Tiền của Sa Đéc Khánh Hòa và Quan Trọng Nghĩa của K10 đã được huấn luyện viên Phùng Công Hưng triệu tập. Bóng bật tay chắn, khẽ bật tay chắn đi ra ngoài, điểm 16-21 cho Tam Hồng. Nguyễn Hoàng Phúc tiếp tục phát bóng. Rất khó. Bóng leo lưới khiến cho hàng thủ của K10 ngỡ ngàng. Điểm 17-21 cho Tam Hồng. Đập bóng tốt, điểm 22-17 cho trung đoàn 32. Quốc Thuần sẽ phát bóng. Bóng đi quá bóng. Điểm 23-17 cho trung đoàn 32. Bạn Dương. Dương đã đánh bóng không có hàng chắn. Điểm 24-17 cho trung đoàn 32. Quốc Toàn tiếp tục phát bóng.
Như vậy là ván đấu đầu tiên đã nhanh chóng khép lại với chiến thắng 25-17. Một chiến thắng tương đối cách biệt của đội trung đoàn 32 trước đội Tam Hồng. Hai đội đổi sân và nghỉ phút trước khi bước vào ván đấu thứ hai. Trận đấu diễn ra trong vòng hoàng Nga ở lần trận đầu tiên giữa đội trung đoàn 32 và đội Tam Hồng. Trước khi ván đấu thứ hai diễn ra như thường lệ thì hai đội sẽ quay lưng về bàn thư ký để trọng tài hai của ban tổ chức check lại vị trí số áo trên sân. Ở ván đấu thứ hai này thì đội Tam Hồng sẽ là đội phát bóng. Ván đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Pha đánh bóng không qua lưới của Quản Trọng Nghĩa. Điểm 1-0 cho Tam Hồng. Ở ván đấu đầu tiên thì đội trung đoàn 32 đã vượt qua đội Tam Hồng với điểm số 25-17. Lối chạm lưới của Tam Hồng, điểm 1-0 cho trung đoàn 32. Cái phát bóng. Văn Biên. Chắn bóng thành công. Điểm 2-1 cho trung đoàn 32. Tiếp tục là Văn Cường. Không qua lưới. Điểm lượt xa bằng 2 đều cho Tam Hồng. Nguyễn Văn Dương sẽ phát bóng. Văn Dương đã từng chơi cho tuổi trẻ Vĩnh Phúc. Bóng đã bật tay chắn của 32 đi ra ngoài. Điểm 3-2 cho đội Tam Hồng. Văn Dương chính là người sinh ra ở quê hương Tam Hồng Vĩnh Phúc. Ngoài việc chơi cho tuổi trẻ Vĩnh Phúc thì Văn Dương còn chơi cho công an Vĩnh Phúc và Sơn A. Điểm được sang bảng 3 đây. Trong sân, điểm được đưa đến 4-3 cho đội Tam Hồng. Hoàng Văn Tài sẽ phát bóng. Và kết thúc rất nhanh. Bóng trong sân, điểm đường sang bằng 4-0 cho đội trung đoàn 32. Bóng đá bắt tay của Cung Toàn đi ra ngoài, của Văn Cường đi ra ngoài. Điểm được đưa lên 5-4 cho Tam Hồng. Nguyễn Hoàng Phúc sẽ phát bóng. Bóng không qua lưới. Điểm được quân bình 5-0. Số 2 Vũ Văn Dũng đã được tung vào sân bên phía đội 32. Bóng đá xiên tay chắn. Điểm 6-5 cho 32. 32 sẽ mạnh hơn rất nhiều với sự góp mặt của những Vũ Văn Dũng và Công Chiến. Vẫn còn. Bóng đá đi ra ngoài. Điểm được san bằng 6-0 cho Tam Hồng.
Nguyễn Văn Thắng sẽ phát bóng. Bóng đá bật tay chắn đi ra ngoài. Điểm được đưa lên 7-6 cho trung đoàn 32. Nguyễn Công Chiến sẽ phát bóng. Tuy nhiên trước khi đưa bóng sang phần sân thì cầu thủ của đội 32 đã để bóng chạm lưới. Điểm được san bằng 7 đều cho Tam Hồng. Hoàng Hiệp. Bóng đã bật tay chắn rồi từ từ rơi ra ngoài. Điểm 8-7 cho trung đoàn 32. Và đây bóng nhẹ nhàng của Quan Trọng Nghĩa. Điểm được đưa lên 9-7 cho đội bóng ngành công an. Chuyền hai Văn Điển sẽ phát bóng. Rất thông minh, pha bỏ nhỏ thành công. Điểm được rút ngắn 8-9 cho Tam Hồng. Lê Anh Thức sẽ phát bóng. Bóng đi về cuối sân rất khó có thể kiểm soát. Điểm được đưa lên 18 cho đội 32. Văn Cường sẽ phát bóng. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Văn Cường. Điểm được đưa lên 11-8 cho đội bóng ngành công an. Chắn bóng thành công. Điểm 12-8 cho đội trung đoàn 32. Một pha ăn điểm có phần may mắn. Bóng neo lưới và trở nên hết sức khó chịu. Lần hội ý đầu tiên ở ván đấu thứ hai của đội Tam Hồng. Điểm số đang là 13-8 cho đội trung đoàn 32. Trung đoàn 32 đang dẫn trước đội Tam Hồng với 5 điểm, cách biệt 13-8. Lỗi sang sân của đội Tam Hồng, điểm 14-8, hết sức đáng tiếc. Hàng sau, lỗi hàng sau chạm bóng, chính xác là như vậy. Điểm đã là 14-8 cho đội trung đoàn 32. Bóng đá bàn tay đi ra ngoài, điểm 9-14 cho Tam Hồng. Thêm một điểm nữa cho đội trung đoàn 32. Bóng đá bật vào tay của đội Tam Hồng đi ra ngoài. Điểm 15-9.
bóng vẫn còn trong sân, điểm 16-9. Điều kiện thời tiết mưa, tuy nhiên khi bóng nằm trên sân hay ra ngoài có lẽ sẽ rất rõ ràng, chẳng khác gì công nghệ diều hâu ở môn tennis. Bắt nhận, chặn bóng thành công, điểm được rút ngắn 10-16 cho đội Tam Hồng. Hoàng Văn Tài sẽ bắt bóng. Và kết thúc rất uy lực của chủ công Vũ Văn Dũng, số 2. Vũ Văn Dũng đã từng chơi cho đội bóng chuyền Hà Tĩnh và Biên Phòng. Ngôi sao và Trọng Nghĩa sẽ phát bóng. Bóng đá đi ra ngoài, điểm 11-17 cho đội Tam Hồng. Bóng đá bật tay rồi đi ra ngoài, điểm 18-11 cho trung đoàn 32. Vũ Văn Dũng sẽ phát bóng. Bóng trong sân, điểm 12-18 cho Tam Hồng. Kết thúc của Tam Hồng quá khó, điểm 13-18 cho đội bóng này. Bóng đã đi ra ngoài vạch giới hạn trên lưới. Cần có sự hội ý giữa hai trọng tài để đưa ra quyết định cuối cùng trong điểm số này. Đã có sự nhầm lẫn, bóng chưa đi ra ngoài vạch giới hạn trên lưới và nằm trên sân của Tam Hồng, điểm 19-13 cho đội trung đoàn 32. Sau khi tham khảo ý kiến thì trọng tài 2 cho rằng trọng tài 2 đứng rất gần khu vực kết thúc của chủ công bên phía trung đoàn 32. Chặn bóng thành công, điểm 20-13 cho đội trung đoàn 32. Nguyễn Công Chiến sẽ phát bóng. Và kết thúc rất tốt của Văn Dương, điểm 14-20. Văn Dương có thể coi là niềm tự hào của bóng chuyền Vĩnh Phúc, nơi mà đội Công an Vĩnh Phúc đã từng thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp. Pha bỏ nhỏ thành công của đội K32, điểm được đưa lên 21-14 cho trung đoàn 32. Văn Điển sẽ phát bóng. Lỗi lầm bóng rồi, ở chuyền 2, bàn số 3, điểm 22-14 cho trung đoàn 32. Văn Dương
bóng đá bật chân đi ra ngoài của đội 32 đi ra ngoài, điểm 15-22 cho đội Tam Hồng. Và kết thúc của Văn Cường, điểm 23-15 cho đội 32. Và đội 32 đang sở hữu hai chủ công trẻ trung và tiềm năng của bóng tuyển Việt Nam, đó là Văn Cường và Quả Trọng Nghĩa. Và phát bóng đi ra ngoài, điểm được rút ngắn 16-23 cho đội Tam Hồng. Bóng không qua lưới, điểm 24-16 cho đội Trung đoàn 32. Bóng đã đi ra ngoài thêm một điểm cho đội Tam Hồng, 17-24. Chắn bóng thành công, thêm một điểm nữa cho đội Tam Hồng, 18-24. Đến với cú bóng chuyền Nam xã Tề Đỗ, rõ ràng là các cầu thủ được đón chào một cách hết sức đồng nhiệt. Điểm vừa rồi đã kết thúc ván đấu thứ hai với điểm số 25-18 cho đội Trung đoàn 32. Và đội Trung đoàn 32 đang dẫn đội Tam Hồng 2-0. Hai đội đổ sân và mấy phút trước khi bước vào ván đấu thứ ba. Ván đấu thứ ba trận đấu trong cuộc vòng A của khu vực chuyền Nam xã Tề Đỗ. Cuộc đọ sức giữa đội Trung đoàn 32 và đội Tam Hồng. Hai đội quay lưng về bàn thư ký để trọng tài 2 của ban tổ chức kiểm tra lại vị trí số áo trên sân. Ở ván đấu thứ 3 này thì đội Trung đoàn 32 sẽ là người phát bóng. Điểm đầu tiên cho Tam Hồng ở ván đấu thứ 3. Và kết thúc của Nguyễn Văn Thắng. Văn Điền. Điểm số được rút ngắn 1-2 cho Trung đoàn 32. Ban tổ chức tôi xin thông báo như thế này. Ban tổ chức tôi đã tạo điều kiện hết mức về khán đài dành cho các khán giả. Đặc biệt khán giả khán đài khi mang các cháu nhỏ đi xem và theo dõi trận đấu, các phụ huynh của các cháu nên để ý và chăm lo giữ gìn cho các cháu gặp những chấn thương không cần thiết. Điều này ban tổ chức tôi sẽ không thể kiểm soát và khán giả của chúng ta tự phải chịu trách nhiệm về điều này. Ban tổ chức tôi xin thông báo để cho khán giả nào quan tâm và để ý tới các cháu nhỏ là người thân của mình. Trận đấu tiếp tục 3-2. Bóng chặt lưới, điểm bóng cho Tam Hồng 4-2.
Các 10 bóng ra ngoài, điểm bóng cho các màu 5-2. Chúng ta sẽ tiếp tục bóng xem ở ván đấu thứ ba, trận đấu giữa Tam Hồng và Trung đoàn 32. Và lúc này thì Tam Hồng đang rất nỗ lực để tìm kiếm một ván đấu thắng. Pha bỏ nhỏ thành công của Quảng Tâm Nghĩa, điểm được rút ngắn 3 năm. À, ban tổ chức tôi xin thông báo ở khán đài A của ban tổ chức. Thế này có rất nhiều các cháu nhỏ đi theo các khán giả lớn tuổi. Các khán giả lớn tuổi chúng ta vui lòng quán xuyến và để ý các cháu. Bởi điều kiện ghế ngồi của điểm bóng ban tổ chức chúng ta là 4, 5. Chính vì thế mà khán giả lớn tuổi của chúng ta phải rất quan tâm đến các cháu nhỏ để đề phòng những rủi ro có thể xảy ra. Điều này ban tổ chức tôi sẽ không thể kiểm soát. Chính vì vậy mà thông báo để khán giả lớn tuổi của chúng ta lưu ý và quán xuyến để ý các cháu nhỏ. Trận bóng thành công, điểm bóng nó bằng 6-4. Điểm số đang là bóng trong sân, điểm 5-6 cho Trung đoàn 32. Trời bỗng dưng đổ mưa, có nói là dày hạt, khiến cho khán giả cũng như là cầu thủ các đội cảm thấy gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên bằng sự nhiệt tình và cống hiến thì hai đội đang cố gắng khắc phục để phục vụ cho khán giả có mặt trên sân bóng truyền xã Tài Lỗ. Điểm được san bằng 6 đều. Không qua lưới rồi. Điểm được đưa lên 7-6 cho Trung đoàn 32. Quản Trọng Nghĩa tiếp tục phát bóng. Quang Hiệp. Bóng trong sân. Điểm được san bằng 7 đều cho đội Tam Hồng. Hoàng Hiệp sẽ phát bóng cho Tam Hồng. Và kết thúc của Vũ Văn Dung, điểm được đưa lên 8-7 cho Trung đoàn 32. Và kết thúc tốt của số 15 Nguyễn Hoàng Phúc. Số 15 của đội Tam Hồng thì Nguyễn Văn Thắng. Số 12 mới là Nguyễn Hoàng Phúc. Bóng đá bàn tay chắn đi ra ngoài. Điểm được đưa lên 9-8 cho Trung đoàn 32. Công Chiến sẽ phát bóng. Bóng trong sân. Điểm 18. Điều kiện thời tiết mưa, tuy nhiên bóng rơi ở điểm nào thì có lẽ trọng tài cũng dễ có thể xác định. Bóng trong sân. Điểm được rút ngắn 9-10 cho Tam Hồng. Số 3 này anh Thức sẽ phát bóng. Chắn bóng thành công. Điểm được san bằng 10 đều. Những nỗ lực rất đáng kể của đội Tam Hồng. Vẫn biết vượt qua 32 không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên họ thi đấu một cách đúng nghĩa phục vụ hắn. Bóng đá bàn tay chắn đi ra ngoài. Điểm được đưa lên cho đội Trung đoàn 32.
Lần này bóng đá bật tay của 32 đi ra ngoài. Điểm được san bằng 11 điểm. Nguyễn Văn Thắng sẽ phát bóng. Rõ ràng là đến với bóng chuyền Tây Lô. Các cầu thủ được sống trong bầu không khí cổ vũ với một lượng khán giả đông và cuồng nhiệt ở giải vô địch quốc gia cũng như là cúp quốc gia. Thì không phải lúc nào khán giả cũng đông để có thể cổ vũ cho các thầy thủ. Rất có thể trong 1-2 ngày tới khi mà các đơn vị hành chính sự nghiệp đều được nghỉ thì sân bóng chuyền xã Thái Đô sẽ trở nên rất đông. Thêm một điểm cho 32, 13, 11. Văn Cường sẽ phát bóng. Bóng đá chạm tay của Văn Đẹp đi ra ngoài, điểm 14-11. Lần hội ý ở ván đấu, lần hội ý đầu tiên ở ván đấu thứ ba cho đội Tam Hồng. Thời gian hội ý của đội Tam Hồng ở ván đấu thứ ba lần đầu tiên đã hết. Hai đội trở lại sân để tiếp tục cái điểm số ở ván đấu này với tỷ số điểm đang là 14-11 cho đội 32. Bóng vẫn ở trong sân, điểm 15-11 cho đội 32. Thêm một pha chắn bóng tốt nữa của đội 32, điểm được đưa lên 16-11 cho đội bóng này. Văn Cường. Thêm một tình huống chắn bóng nữa. Điểm được đưa lên 17-11. Rất trơn và libero rất khó để kiểm soát. Điểm được đưa lên 18-11 cho trung đoàn 32. Chắn bóng thành công của Trọng Nghĩa. Điểm được đưa lên 19-11 cho trung đoàn 32. Rất khó cho Tam Hồng. Điểm được đưa lên 20-11. Sân chơi bóng ướt đã khiến cho Tam Hồng gặp rất nhiều khó khăn. Lần hội ý cuối cùng ở ván đấu thứ ba cho đội bóng đến từ xã Tam Hồng. Lần hội ý của đội Tam Hồng đã kết thúc. Hai đội trở lại sân để tiếp tục những điểm số còn lại ở ván đấu thứ ba. Khi mà đội trung đoàn 32 đang dẫn đội Tam Hồng với điểm số cách biệt. Ban tổ chức tôi xin thông báo chủ xe mang biển số 23C03338 ra phía ngoài đánh gọn xe để cho vị trí này ban tổ chức tôi dựng dạp để phục vụ cho công tác tổ chức. Một lần nữa ban tổ chức tôi xin thông báo chủ xe mang biển số 23C03338 ra phía ngoài đánh xe vào vị trí gọn hơn để ban tổ chức tôi dựng dạp ở vị trí này. Một lần nữa xin thông báo để cho chủ xe 23C03338 nắm được và chấp hành theo thông báo của ban tổ chức. Thêm
thêm một tình huống chắn bóng quen thuộc của đội trung đoàn 312. Điểm đã được đưa lên 22-12 cho đội bóng này. Văn Dung, bóng trong sân, thêm một điểm nữa cho 312, 23-12. Bóng đã đi ra ngoài mà không chạm tay chắn. Hoàng Nhật Định đánh bóng bật vào tay chắn, tuy nhiên ý đồ của chủ công này đã không thành công. Điểm 24-12 cho 312. Một điểm nữa được giữ lại cho Tam Hồng, 13-24. Và kết thúc đã giành chiến thắng chung cuộc ở ván đấu thứ ba này cho đội K12. Điểm số ở ván đấu thứ ba là 25-13. Như vậy là chung cuộc đội trung đoàn 312 đã vượt qua đội Tam Hồng với tỷ số 3-0 để có một vốn rất lớn trên con đường lọt vào bán kết.